Em Hoàng Ô Tô Cũ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay em Hoàng Ô Tô Cũ xin gửi tới các bạn một mẫu xe. Đó là một con sedan 2 đầu Nissan Sunny được sản xuất năm 2013. Con này thì đã hiện tại đang được rút hồ sơ rồi, hồ sơ cầm tay rồi. Anh chị nào mua con này là chỉ việc vào tên thôi. Vào tên chính chủ của mình thôi. Hiện tại bọn em sẽ bao rút bộ hồ sơ đấy. Con này số sàn nhé, được sản xuất 2013. Hiện tại thì bên em đang giao bán với giá là 268 triệu đồng cho một con sedan 2 đầu màu đen mang thương hiệu Nissan. Đấy. Rất là đẹp anh chị nhé, Sunny. Con này nếu để về tiết kiệm thì có lẽ là Toyota Vios không bằng anh chị ạ. Bởi vì con này chạy nó chỉ khoảng 5 lít đến 5 lít rưỡi trên 100 cây số thôi. Anh chị nào đi rồi thì sẽ biết. Còn nếu mà anh chị nào chưa biết thì có lẽ là em nói cho hay thôi. Nhưng mà cứ đi thử mới biết dòng Nissan anh chị nhé. Nissan Sunny cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cả cả con Nissan nào cũng thế thôi. Dòng này nó tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Đi không cây hết xăng luôn. Con này thì được cái là form dáng nó rất là đẹp. Sedan 2 đầu giá tiền thì rất là trung. Rẻ hơn Vios rất là nhiều. Đấy. Con này thì trang bị rất nhiều thứ đấy, chứ không phải không đâu. Hiện tại thì anh chị có thể nhìn thấy là 4 răng đúc này, vè che mưa, tay lắm cửa mạ chrome, tích hợp xi nhan bên sườn. Còn của nó là có túi khí này, phanh ABS này, camera lùi, cảm biến lùi này, là đầy đủ luôn. Có đầy đủ luôn. Đấy, cho anh chị. Anh chị có thể nhìn thấy phần là răng đúc một chút này. Đấy. Là răng đúc một chút là về phần cua lốp một tí này. Cua lốp cực kỳ còn ngon nhé, không có dấu hiệu là gọi là han gì gì nhá chị nhá. Đấy. Con này thì đăng kiểm hiện tại đến tháng 3 năm 2020. Còn 2 tháng nữa đăng kiểm. Anh chị nào thiện chí em cũng sẽ lại hỗ trợ anh một chút về đăng kiểm nữa anh chị nhá. Nissan này. Đèn pha siêu sáng luôn. Cực kỳ đẹp. Đấy là về phần ngoại thất rồi. Em cho anh chị xem một chút về phần nội thất này. Nội thất nó cũng rất là đẹp luôn nha. Ghế này rất là sạch sẽ nha, không rách dưới nha. Rất là đẹp. Đây, vô lăng ba chấu này, tích hợp túi khí này, đồng hồ hiển thị này, em bật đồng hồ lên chị xem này. Đấy, đầy đủ các chức năng này. Nổ máy lên cho anh chị xem nha. Hiện tại là con này là chị chạy 9 vạn 1 này, 9 vạn 1 cây số rồi. WD cảm biến này anh chị nha. Đây cảm biến lùi này. Đấy. Tablo tắp ly này. Đấy, túi khí dành cho người ngồi bên này. Đầy đủ luôn. Màn hình Android. Màn hình Android định vị GPS nhá. Điều hòa. Tay cần số. Phanh tay. Bệ tỳ tay. Đầy đủ mọi chức năng. Và cũng còn rất là đẹp. Sàn xe thì đã được bọc da rồi nhá, được trải tấm cao su cho tránh đỡ bẩn. Cũng Sunny luôn, mang thương hiệu Sunny luôn. Chân này, chân thì được bọc lỉ nguyên bản, được bọc thêm túi bóng để tránh bẩn nhá, rất là sạch luôn. Tem mát đầy đủ luôn. Cỡ khóa bản lề đây vẫn còn nguyên. Đây ta bị cửa đây. Con này rất đầy đủ luôn. 4 kính chỉnh điện, 2 gương chỉnh điện nha. Không thiếu một gì cả. Keo chỉ đầu tiên của cánh đầu tiên vẫn còn này. Còn nguyên. Đây là cánh sau. Ta bị cánh sau rất là sạch sẽ này. Keo chỉ cánh sau này. Còn nguyên anh chị nha. Hàng ghế sau. Hàng ghế sau rất là sáng và sạch sẽ. Con này nó có nội thất của nó màu này rất là sáng xe nhé. Trong xe cực kỳ là sáng luôn. Con này nó lại còn có cả điều hòa cho hàng ghế sau, điều hòa hai vùng anh chị ạ. Này đấy. Điều hòa này như BMW luôn, như siêu xe luôn. Anh chị hiếm có thể nhìn thấy những con sedan 2 đầu 5 chỗ nào mà nó có cả điều hòa ở ghế hàng sau nữa, ngoại trừ dòng xe siêu sang như BMW, Lexus, Mercedes.
À, còn có con Sunny thì nó lại có thế luôn mới hay. Đây, à, đít cốp này anh chị có thể nhìn thấy một chút về phần đít cốp này, rất là cân đối nhá, rất là cân đối và sạch sẽ nhá, không đâm đụng nhá. À, keo chỉ còn nguyên luôn, rất còn nguyên. Đây đầu rãnh nước đây, rất là cân đối và rất là đẹp, không có dấu hiệu của va chạm, không có dấu hiệu của sơn si hay là hàn lại nhá. Nội thất thì sedan hai đầu cực kỳ rộng rãi luôn. Đây lốp sơ cua đây, đây là sàn của nó này anh chị nhìn này, sàn có đen xì đen bóng luôn, không một chút dấu hiệu của han rỉ gì cả. Đây cánh cửa tabi sau phụ đây. Đây rất là sạch sẽ nhá, rất là sạch sẽ luôn. Keo chỉ đây, keo chỉ của cánh này cũng còn nguyên, không mất một phần nha anh chị nhá. Đây, tappy của cánh cửa bên phụ rất là sạch sẽ nhé. À, keo chỉ này, keo chỉ cũng lại còn nguyên, không mất phần nào cả. Đấy, đấy em vừa quay cho anh chị xem về ngoại thất, nội thất cũng như keo chỉ của bốn cánh cửa đít cốp. Hiện tại thì không có gì xảy ra về phần đâm đụng hay tai nạn gì cả. Bây giờ em sẽ cho anh chị về phần máy đằng trước, xem về phần máy đằng trước xem có vấn đề gì không nhé. Con này thì với 2013 giá 268 thì nó rẻ hơn vài ớt rất là nhiều luôn, mà chế độ tất cả các chức năng của nó còn hơn hẳn vài ớt nhé. Nói cho anh chị hơn hẳn vài ớt luôn, bởi vì vài ớt lấy đâu ra phanh ABS mà hỏi lấy giá cả như thế. Đây phanh ABS anh chị nhìn này, à, tem này, tem dập chim của nó ở ụ giảm sóc này còn nguyên này. Đó, anh chị nhìn xem này, Nissan Moto Rapan này này, ụ giảm sóc này, anh chị có thể xem cái đầu tai đèn này, cũng như ụ giảm sóc này, lắp cabo này, keo chỉ của lắp cabo này, keo chỉ lắp cabo này, tổng quan của lắp cabo này, rất là đẹp luôn nhé, không hề có dấu hiệu gì có đâm đụng nhé, đẹp nhé. Đây này, ụ giảm sóc bên này này, à, đẹp không, không bao giờ va chạm vào đến đâu đến đây cả. Còn có thể nó chạm vào 3 là sốc trước, 3 là sốc sau thì sơn xì lại, cái đấy em không biết được nhé. Bọn em là người mua xe lại. Đây các đầu răng anh chị nhìn này, đầu răng của nó cực kỳ cân đối này, máy móc thì đang nổ cực kỳ êm luôn. Đây máy móc đây, anh chị nhìn kỹ đây, máy móc cực kỳ khô ráo luôn nhé. Đây này, chị nhìn về hướng này này, cực kỳ là khô ráo, quá là khô ráo luôn chứ không phải khô ráo vừa là. Ngon luôn, máy lổ êm lắm, máy lổ thì thầm luôn, xăng cực ít. Đấy em vừa giới thiệu cho anh chị về một con sedan hai đầu màu đen, mang thương hiệu của Nhật Bản Nissan Sunny, sản xuất 2013, giá đang bán là 268 triệu đồng. Anh chị nào cảm thấy con xe này phù hợp với mình hãy nhấc điện thoại gọi cho em theo số điện thoại 0904 250 500, hoặc có thể đến trực tiếp chợ ô tô miền Bắc tại km 47 Quang Trung Hà Nẵng Hải Phòng để có thể xem xe trực tiếp, cũng như đi thử xe, test thử xe và đếm tiền cho em thôi. Vâng, một con xe sedan hai đầu cực kỳ là dân dụng, đi lại đầm chắc, tiết kiệm nhiên liệu có 5,5 lít trên 100 cây số thôi, còn lựa chọn gì nào bằng nữa ạ. Đấy, anh chị nào đi lại gia đình và cũng có thể là nếu mà gia đình nào có một chút tăng gia về kinh doanh vận tải thì con xe này rất hợp lý luôn. À, có thể chạy thêm thứ bảy chủ nhật là vùng quê vùng xa, hay là chạy tí hợp đồng hợp điếc gì là ok, tăng gia sản xuất nha. Vâng, em xin chào anh chị và hẹn anh chị tại video tiếp theo. Anh chị là mới xem video của em lần đầu thì hãy đăng ký kênh cho em, kênh của em là Hoàng Chủ. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị tại video tiếp theo.